Thì bây giờ Bu không 300.000 sub, Bu được có 60.000 sub thôi. Bu cũng làm giveaway 30 triệu cho mọi người. Vậy nó mới đỉnh. Hi, mình cao 1m88 và đây là kênh YouTube channel của mình, 1m88 channel. Ok, thì hôm nay là một video rất là đặc biệt. Tại vì thực sự từ trước tới nay á, thì giống như là anh có các cột mốc, giống như là sau video đầu tiên á thì anh được 10.000 subscriber nè, tới video thứ hai, thứ ba thì anh được 20.000. Nói chung là tất cả các cột mốc đó thì anh không có làm một cái gì đặc biệt hết. Quên phải giới thiệu với mọi người chứ, đây là Tommy Guy, chào các bạn đã quay kênh Chất Cục. Và trước khi giới thiệu về cái video hôm nay thì mình muốn nhắc các bạn là ở trong tháng 12 này, mình và Komi Duy, không nhưng mà đặc biệt là Komi Duy đây, thì sẽ có một cái dự án rất là đặc biệt, các bạn hãy đón chờ nhé. Theo dõi phần bài xem đi Cognastic. 30 giây quảng cáo kết thúc, không nói nữa. Okay. Thì video hôm nay đặc biệt mình sẽ làm cái giveaway cho các bạn. Nhân khi này mình được 60.000 sub. Như em biết, hình như là Mai Vân Trang khi mà được 300.000 sub thì Mai Vân Trang cũng làm cái giveaway 30 triệu. Và khoảng đó thì bây giờ Bu không 300.000 sub, Bu được có 60.000 sub thôi. Bu cũng làm giveaway 30 triệu cho mọi người. Vậy nó mới đỉnh. Nhưng mà trước khi mình giới thiệu qua thì mình sẽ nói với các bạn luôn là tất cả các sản phẩm mà mình làm giveaway hôm nay á, nó đều rất là cột mát mình. Có nghĩa là nó được chọn ra bởi mình và nó sẽ là những cái nhóm sản phẩm dành cho những cái nhóm đối tượng riêng. Trước giờ Bu cũng review mấy sản phẩm này rồi, ý là vậy á. Đúng rồi, thì giống như là anh không thể nào mà ví dụ như là giveaway á mà có một số bạn da bị mụn mà lại cho người ta xài các sản phẩm dưỡng trắng được, đúng không? Thì anh sẽ chia ra đây làm 6 đến 7 loại nhóm sản phẩm khác nhau. Nói chung là sẽ chọn được cái sản phẩm giveaway cho các bạn đó thì mình sẽ review luôn nha. Ok, giveaway 1 GA1. Đây, trời ơi, sang lắm. Mở ra em. Đó, má stunning luôn. Thì đây là một cái bộ, đây là chai toner hoa cúc và đây là một chai oligopeptide. Thì đây là một cái bộ thiên về hồi phục hơn. Thì cái chai bộ này thì mình sẽ hướng tới các bạn là da nhạy cảm và da hồi phục kem trộn thuốc rượu nhiều hơn. Và bên cạnh đó thì mình cũng sẽ tặng cho các bạn luôn một cái chai nước tẩy trang hoa cúc. Giống như là bạn nào mà xài cái bộ của Kiehl's á, thì nếu mà kiểu mà học sinh sinh viên mà không có túi tiền á, không thì có được mua loại tôi thấy là được hưởng loại này, nó cũng có một cái phong lực khá là tương tự với sản phẩm đó. Và đương nhiên là không còn không hương liệu luôn nha mọi người. Nhưng mà bên cạnh đó thực sự á, là một số bạn thì sẽ không có thích ứng lắm với được cái chai oligopeptide á, thì anh sẽ tặng thêm cho mọi người một chai ceramide nữa trong cái bộ này. Có nghĩa là bộ này sẽ là 4 sản phẩm dành cho da nhạy cảm nha. Thì đương nhiên là giveaway thì nó phải free rồi. 5 bộ chốt đơn GA1 đó. Rồi mấy các bạn có thể coi lại cái thông tin bộ 1 ở dưới phần mô tả nha. Rồi ok nha, rồi chốt bộ 1, chốt đơn. Da hết mụn rồi, da bị gì ta? Không, chị da nhạy cảm, da chị mụn. Đây, luật chơi thì cuối clip nói nha, để nói xong mấy cái quà cái đây. Đây là một bộ rất, nói chung là những cái sản phẩm này rất cục mát mình. Đây là Tena No Problem dòng trị mụn, kem dưỡng Dr. Medica Acne dòng trị mụn luôn. Và đây á, trời ơi, rất là tặng cho mọi người luôn, tặng thêm cho mọi người một chai peel nữa. Và đây là dòng face peeling dòng trị mụn luôn nha. Thì nói chung là cái combo này á, mình sẽ hướng tới các bạn da bị mụn ẩn nhiều hơn. Và nói chung là tăng tiết bã nhờn á. Kể cả cái loại này á, em biết là mấy bạn bị viêm da tiết bã cũng xài được luôn. Đúng rồi. Thì mấy cái serum mà mấy bạn bị viêm da tiết bã thì thực sự rất là ít. Bạn nó hỏi trong này nó cấu tạo sao là nó sẽ chia thành tiếp rồi mình cứ dùng tới tiếp nào mình thôi tiếp đó. Giống như là mấy bạn bị kêu á là kêu cái thiết kế này nó không có tốt á, nhưng mà thật sự á là do nó không có chất bảo quản. Bảo quản nó phải ít nên nó phải tách ra như vậy á để cái duy trì lâu. GA2 chốt đơn. Rồi tiếp. Tiếp theo là gì? Sản phẩm thứ ba, dưỡng trắng. Đây là serum ASAP, đây là dòng dưỡng trắng nha mọi người. Và giống như là mình đã nói rồi, cái thông tin á mà CBY mà kết hợp được với lại niacinamide 10%, 5% á để tăng gấp đôi gấp ba thì hiệu quả dưỡng trắng lên đó, là mình research cho mọi người luôn. Thì đương nhiên là khi mà mình tặng ASAP thì mình sẽ tặng cho mọi người luôn một cái chai serum chứa niacinamide. Thì cái chai này là Bylanda Meso Power Serum. Thì trong em này thì có 10% AHA, 10% PFHA, 10% niacinamide để mọi người có thể kết hợp lại với nhau. Bên cạnh đó thì để mà mọi người trắng hơn, tăng cái khả năng trắng hơn, trời có tâm là phải có tâm hết sức, thì sẽ tặng cho một người một cái chai face peeling luôn. Chai peel này là dòng glow nha mọi người, dòng glow nha. Đa số đây là mấy sản phẩm mà trước giờ Bu cũng review không ạ. Chốt đơn GA3. Ok, advance hơn một chút xíu nữa chúng ta sẽ có một bộ peel. Đây là level 4 đúng không? GA4, đây là GA4, đây là một bộ peel dành cho mọi người. Thì cái bộ này á thì giống như là trời ơi, nó lấy đơn được.
Rồi ok thôi, để hình ở phần mô tả luôn. Thì cái bộ này nó sẽ advanced hơn, giống như là chai này thì khoảng 19.6% AHA thì nó advanced hơn. Bên cạnh đó thì sau khi peeling thì mình sẽ cho mọi người thêm một chai new oil luôn. Rất là có tâm để sao? Có nghĩa là xài combo này lên là để đẹp. Để đẹp. Đó, tức là build xong mà dưỡng lại đó. Rồi ok, chốc đơn bắt nát GA4 bắt nát chắc không bắt nát. Ok. Ok, thì tiếp theo là gì? GA5 sang trọng, riches hơn. Kem mới đầu nhìn từ cái đồng hồ rồi. Đem phải nó có một cái đồ để kem nha. Thường thì những người ẩu tả như vậy thường hay là mắc cái này đâu. Thì nói chung là cái kem này giống như là mình tặng mọi người là để mọi người trải nghiệm được cái dòng kiểu mà mỹ phẩm trung cấp cận cao cấp nó sẽ như thế nào á. Thì ở bên Hàn nó bán cái hũ này tới 1.8 triệu lận, bên Việt Nam thì bán khoảng 800, rất là rẻ. Thì nè, trời, hũ kem stunning luôn á. Thì thật sự là ok, mình sẽ tặng cho các bạn 5 hộp. Tiếp theo nhu cầu là gì? Đây, make up. Đây là một bộ Misa, mình sẽ tặng cho mọi các bạn 5 phần, có nghĩa là son và cushion Misa luôn. Thì maybe giống như là thường á là tông 23 thì sẽ dễ cho các bạn kiểu make up hơn á. Nên mình ok, đây là cái phần tông 23 nha. Tức ghê. Không mắc nét luôn, chữ mờ quá. Nhưng mà không sao, vẫn kiếp vào quay nha. GA5 tặng cho mọi người luôn. Chắc đơn. Tiếp theo đây là nhu cầu kiểu cùng. À, cái phần này cái lịch sử ok, cái lịch sử của hai cái hộp này thì nó hơi đặc biệt chút xíu. Tại vì giống như là em nhớ cái video mà làm sách iPhone không? Thì sau đó là eChamber Việt Nam cũng có gửi lời cảm ơn tới mình. Tại vì giống như là hãng confirm là tại là cái marketing của hãng nó cũng không tốt lắm ở Việt Nam. Thì hãng cũng có cho mình một cái thông tin là eChamber là một trong 3 cái tập đoàn phẩm lớn nhất Hàn Quốc. Hãng nói luôn á, giống như là cái tòa nhà của hãng rất là lớn hơn Landmark gấp 3 lần luôn. Nên hãng sau khi biết mình hãng kêu là bạn làm giveaway đi, hãng cho mỗi lại 5 hộp, tổng cộng là 10 hộp. Nói chung là đây là những cái mặt nạ dưỡng ẩm và phục hồi. Ok, thì giống như em biết là một hộp này á là sẽ có 20 miếng và một miếng bán trung bình là 50.000, thì tính ra một cái hộp này là 1 triệu rồi. Tổng cộng là các bạn sẽ có 10 hộp. Nhưng mà mình sẽ tặng chung luôn chứ mắc công mình tách rời quá. Đúng rồi, thì tặng chung luôn thì sẽ là GA7 nha mọi người. Thì tổng cộng của cái hon này thì tổng cộng là sau đó hơn 30 triệu á em. 30 triệu luôn á. Thì ok, chúng ta sẽ chốt đơn nha. Tiếp theo luật chơi. Ok, và luật chơi của cái này thì sẽ kỳ đơn giản. Đầu tiên, đây là cái giveaway mình dành cho fan của mình. Nên đương nhiên là khi các bạn muốn chơi thì các bạn phải subscribe cho kênh YouTube channel của mình. Tức là bước 1, theo dõi kênh YouTube của Boo. Giống như là đây cho có thôi nha. Còn fan của Duy nếu mà muốn qua chơi thì ok, cũng có thể kéo qua đây subscribe rồi cho Boo. Bước thứ 2 là follow kênh Instagram của Boo. Tại vì đương nhiên là kết quả mình không thể làm một cái video, mình không thể làm một cái video hẳn được đúng không? Thì ok, mình sẽ công bố kết quả của bạn bên Instagram. Bước 3 là các bạn hãy comment là GA cộng với cái tên, cái số, cái phần quà á mà các bạn muốn, ví dụ như GA1, GA5, GA7 gì đó. Nếu như bạn nào không nhớ thì kéo lên lại, nói nhiều mình quá. Phần mô tả ghi bên cạnh đó thì các bạn hãy comment cho mình cái cảm nghĩ khi mà bạn coi kênh của mình. Và ví dụ như nếu như bạn có muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc cho tới mình, ví dụ như mình đã cống hiến, mình đã giới thiệu cho các bạn cái sản phẩm quá rẻ đi, thì các bạn hãy comment cho mình biết luôn nha. Bên cạnh đó là các bạn nhớ comment luôn cái tên tài khoản Instagram của các bạn luôn nha, để mình biết chào giải thôi. Đúng rồi. Và bước thứ tư, bước cuối cùng thì cái phần quà sẽ được trao 7 ngày sau đó, mình sẽ công bố kết quả bên Instagram. Bên cạnh đó, ở trong mỗi phần quà nó sẽ còn một cái món quà nhỏ đặc biệt kèm thêm một cái lời chúc của mình nữa. Và các bạn hãy ngóng chờ nha, mình không có tiết lộ nha. Mình không có tiết lộ phần quà đó là gì đâu. Nói chung là mình sẽ cố gắng mình lên video này trong ngày 20 tháng 10 để giống như là nhân đôi niềm vui. Ngày 20 tháng 10, ngày quốc tế phụ nữ Việt Nam. Đây, phụ nữ Việt Nam đây. Rồi ok, 30 giây quảng cáo cuối clip. Nhớ nha, tháng 12 Combi Duy có một cái project rất lớn và rất đặc biệt, các bạn ngóng chờ nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video trao giải sau. Bye bye. Quên nữa like và subscribe cho kênh YouTube channel của Boo nha. Nhớ nè. Nhớ là like với subscribe mới được chơi. Đúng không? Chào cho fan của mình nha. Bye bye.